Ra ngoài một chút đi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì? Cái cô Lan Anh bạn của anh, tôi có cách giúp cổ ra. Thì không? Có cách hả? Cứu được hả? Nhưng mà bằng cách nào vậy? Anh hỏi nhiều để làm gì? Chỉ cần biết là tôi có cách để giúp bạn anh ra khỏi đó ngay hôm nay. Có thật là có cách không? Vậy xin cậu đó, cậu giúp Lan Anh đi. Cổ ở trong đồn cả đêm rồi, chắc là mệt lắm. Nhưng tôi có một điều kiện. Từ bây giờ anh chỉ được tập trung vào việc học lập ảnh, không được bận tâm tới những chuyện khác, không được gặp lại cô bạn này nữa. Trong vòng 2 năm anh phải trở thành một thợ làm bánh giỏi và đấu với tôi. Cái gì? Khó hiểu hả? Nói đơn giản hơn, muốn tôi giúp Lan Anh, trong vòng 2 năm tới anh không được gặp Lan Anh, chỉ như vậy thôi. Nhưng mà tại sao chứ? Chuyện cứu Lan Anh với chuyện tôi trở thành thợ làm bánh giỏi thì có liên quan gì tới nhau chứ? Có chứ. Tôi muốn 2 năm tới tôi phải chiến thắng một thợ làm bánh giỏi. 2 năm tới tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy, một kẻ có tài năng thiên bẩm như anh cũng không thể nào thắng nổi kỹ thuật của tôi. Nè, cậu già quá rồi không có việc gì để làm đúng không? Được thôi, nếu cậu muốn đấu á thì cần gì tới 2 năm? Bây giờ đấu cũng được mà. Đấu liền bây giờ đi. Bây giờ anh có tài cán gì mà đòi đấu với tôi? Đấu với anh bây giờ chỉ là mất thời gian của tôi mà thôi. Cái gì vậy trời? Cậu muốn đấu với tôi mà bây giờ cậu nói là tôi không đủ khả năng là sao? Tôi thua cậu cũng phải thôi. Cậu học làm bánh từ nhỏ, còn đi du học ở Hàn Quốc về nữa, làm sao mà tôi đấu lại cậu chứ? Cho dù cậu có ghét tôi thì cậu cũng cứu Lan Anh ra đi, rồi tôi sẽ đi khỏi chỗ này cho vừa lòng cậu, được không? Không được, anh nhất định phải đấu với tôi. Tôi cho anh 2 năm học tập để đuổi kịp tôi. 2 năm sau tôi sẽ tranh tài với anh. Nếu như anh đồng ý, tôi sẽ lập tức cứu bạn của anh. Còn nếu không, anh cứ coi như là tôi chưa bao giờ nói chuyện này với anh. Nè, sao mà vô lý vậy? Chuyện tôi học làm bánh và chuyện tôi gặp Lan Anh có liên quan gì tới nhau chứ? Cậu lấy quyền gì mà cấm đoán tôi? Vậy là anh chọn cách sẽ không cứu bạn của anh? Không phải, ý tôi không phải là như vậy. Nhưng mà vậy mà tôi nghe nói là vì Lan Anh, anh có thể làm tất cả. Nè Quân, có thật là cậu có cách không? Cho chị xin 5 triệu. Dạ. Dạ cho gửi. Cảm ơn em nha. Lần sau nhớ ghé nữa nha em. Dạ. Thiệt là vô lý. Người gì đó mà quá đáng dữ vậy. 2 năm, 2 năm trời học làm bánh, không được tìm mẹ, cũng không được gặp Lan Anh là sao? Cô ăn đi, rồi chúng ta làm việc. Dạ cảm ơn anh.
Lan Anh đã ăn gì chưa? Lan Anh ăn rồi. Nhưng mà sao họ thẩm vấn lâu quá vậy? Chừng nào họ mới cho Lan Anh về đây? Lan Anh nghĩ là họ không tin Lan Anh, vì Lan Anh là người lập ra trang web đó, nên họ nghĩ Lan Anh cũng nằm trong đường dây lừa gạt. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Hay là để Nguyễn mời luật sư cho Lan Anh nha. Thôi không cần đâu, Lan Anh nghĩ là không sao hết, bởi vì Lan Anh đâu có làm gì sai đâu, rồi mọi chuyện cũng sẽ sáng tỏ. Nhưng mà xin lỗi Nguyễn. Lan Anh có làm gì đâu mà phải xin lỗi. Gia đình chú Mừng á không có trách gì Lan Anh đâu. Mọi người cũng rất là... Không phải là chuyện đó. Xin lỗi vì đã luôn mang lại sự xui xẻo cho Nguyễn. Lan Anh nói gì vậy? Làm gì có. Từ nhỏ đến giờ đều như vậy mà. Nguyễn còn nhớ lúc ở Tây Ninh không? Nguyễn bị ba Lan Anh đánh như thế nào? Xong rồi tại ba Lan Anh mà mẹ con Nguyễn mới chia lìa. Suốt ngần ấy năm, Nguyễn không làm được gì ngoài việc đi tìm mẹ. Tất cả mọi chuyện là tại Lan Anh hết. Lan Anh à, không phải như vậy đâu. Lan Anh đừng có nghĩ như vậy. Phải, thực sự là như vậy mà. Từ nhỏ bà đã hay chửi Lan Anh là đồ ăn hại, chỉ toàn mang lại xui xẻo cho nhà. Lan Anh tức lắm, vì Lan Anh không phải là người như vậy. Nhưng mà bây giờ mới thấy bà Lan Anh đúng. Những người yêu thương Lan Anh đều không có kết quả tốt. Thôi Nguyện đi về đi, đừng quan tâm tới Lan Anh nữa. Như vậy sẽ không tốt cho Nguyện đâu. Lan Anh à, Lan Anh đừng có như vậy mà. Lan Anh. Anh ơi, có chuyện gì? Dạ, tụi em nói chuyện xong rồi, có thể lấy lời khai tiếp. Được, làm phiền anh về để chúng tôi tiếp tục làm việc. Dạ anh ơi, chờ một chút nữa đi. Mọi chuyện khó khăn rồi cũng sẽ qua thôi. Có thật là cậu có cách giúp Lan Anh ra khỏi đó sớm không? Anh có quyền không tin. 2 năm đúng không? Ừ. Thôi được rồi, tôi đồng ý. Nhưng mà phải chính mắt tôi thấy Lan Anh được thả ra. Anh không tin tôi à? Tôi phải gặp được Lan Anh ngay khi cô ấy được thả ra thì tôi mới yên tâm. Tới lúc đó tôi sẽ làm theo yêu cầu của cậu.
Bảo đó hả con? Con muốn nhờ chú một việc, bằng mọi giá chú phải hoàn thành cho con. Cô Lan Anh, qua quá trình điều tra cùng với sự trợ giúp của cô và chứng cứ thu thập được, chúng tôi chứng minh cô không liên quan đến vụ trang web lừa tiền. Vả lại các chủ nợ cũng đồng loạt bãi nại. Giờ cô có thể về. Bãi nại hả? Đúng. Cô ký vào đây và có thể về. Nhưng mà tại sao họ lại bãi nại cho tôi vậy? Vậy thì cô hãy cảm ơn người bạn của cô. Anh ấy đang đợi cô bên ngoài. Hữu Nguyện, Hữu Nguyện, Hữu Nguyện, Lan Anh, Hữu Nguyện, có sao không? Tôi đã giữ đúng lời hứa của mình. Bây giờ tới phiên anh. Anh ta nói vậy là sao? Nguyện đã hứa gì với anh ta vậy? Lan Anh à, từ giờ mình sẽ không thể gặp Lan Anh được nữa. Tại sao vậy hả? Trong vòng 2 năm, mình phải chuyên tâm học làm bánh. Mình sẽ không thể gặp Lan Anh được nữa. Lan Anh, xin Lan Anh hãy tin mình. Mình sẽ cố gắng. 2 năm sau, khi đã trở thành một thợ làm bánh giỏi, mình sẽ đến tìm Lan Anh, được không? Lan Anh đừng có khóc. Lan Anh đừng khóc. Nhất định chúng ta sẽ làm được mà. Xa cách 10 mấy năm, mình cũng tìm thấy nhau. Thì bây giờ dù thế nào, chúng ta cũng sẽ không mất nhau nữa. Nhất định, nhất định 2 năm sau Nguyện sẽ đến tìm Lan Anh mà. Nha Lan Anh. Tại sao, tại sao mình phải ra nông nổi như vậy? Lan Anh hãy nói được đi. Lan Anh hãy nói được đi mà. Tại mình cho nên là Nguyện mới hứa với anh ta như vậy đúng không? Hả? Lan Anh à, bây giờ mẹ mình không còn nữa. Lý do duy nhất để mình sống chính là Lan Anh đó. Nghe mình nói nè, Lan Anh nhớ phải ăn uống cho đầy đủ, không được bệnh. Lan Anh phải khỏe thì tụi mình mới gặp lại nhau được. Nhớ nha Lan Anh.
nguyện. Hai năm thôi mà, nhất định mình sẽ đợi, nhất định mình sẽ đợi nguyện. Đứng lên đi, tôi đưa cô về. Cô tính ngồi đây tới sáng à? Nói là tôi đưa cô về mà. Tôi chỉ muốn Lan Anh ra khỏi đó, cho nên á, dù phải làm bất cứ thứ gì tôi cũng sẽ làm. Nhưng cứ nghĩ phải xa quấy 2 năm thì ruột gan tôi đảo lộn hết. Ai bị hứa với người ta làm gì? Bây giờ không hứa, tôi biết làm gì để đưa Lan Anh ra khỏi đó. Chứ giờ anh tính làm sao? Thì học làm bánh chứ sao. Tôi nhất định phải học cho thật giỏi để thắng hắn ta. Nhất định phải thắng cho được thằng Quân. Nhất định
nhất định phải thắng nó. À, cô sao vậy? Bổn tên tôi hả? Anh tưởng học làm bánh dễ lắm hả? Thì làm bánh cũng do bàn tay mình làm ra thôi. Mình muốn thì mình làm được mà, đúng không? Nhóc, còn có nhóc giúp tôi nữa mà, đúng không? Tại vì hôm nay anh bị thất tình á, nên tôi không thèm chấp anh. Nhưng mà 2 năm đi học làm bánh á là không thể nào. Tại sao chứ? Nè, cô khi dễ tôi vừa phải thôi chứ. Tôi á, cảnh báo anh chuyện này, anh thua là cái chắc. Dù ông trời có phú cho anh một cái mũi thật là thính, anh cũng không thể nào thắng được. 2 năm anh xa người yêu có thể là dài, nhưng mà 2 năm để học làm bánh á thì chẳng có si nhê gì hết. Mà anh còn phải vượt qua thử thách của ông ngoại tôi nữa kìa. Trước giờ ông ngoại tôi là người vốn nổi tiếng rất là khó. Anh không có đủ tiêu chuẩn đâu. Thôi thôi, bỏ đi, bỏ đi. Vậy là cô không chịu giúp tôi chứ gì? 2 năm là không thể nào. Nè. Ê, đau, đau. Không có cách nào sao? Không. Không có phép màu nào sao? Trên đời này làm gì có phép màu và có cổ tích. Anh khờ ít thôi. Để gặp được Lan Anh, mình nhất định sẽ phải thắng. Cô đã đỡ chưa? Hôm qua cô ngất xỉu ở ngoài đường. Tôi lo quá cho nên đưa cô về đây. Anh xích ra, không can hệ gì tới anh. Em ghét tôi đến như vậy à? Sau những gì anh đối xử với Hữu Nguyện, anh nghĩ tôi sẽ như thế nào với anh đây? Làm khổ người ta, làm cho người ta sống dở chết dở, bộ như vậy anh vui lắm hả? Anh biết rõ là Hữu Nguyện không có gì hết, bên cạnh cũng không có ai hết mà. Đúng, tôi biết chứ. Thằng đó không có gì hết, cô cũng biết. Tại sao cô lại muốn sống chung với nó? Vì tôi chỉ còn mình Hữu Nguyện thôi. Hữu Nguyện lo lắng cho tôi, thương tôi còn hơn ba tôi nữa. Là người duy nhất làm cho tôi cười, khiến tôi cảm thấy mình được che chở và được bảo vệ. Còn những người như anh thì hiểu gì về chuyện đó? Anh sinh ra đã có đầy đủ mọi thứ, thì làm sao biết quý trọng những thứ ở bên cạnh mình chứ? Anh nói đúng. Tôi căm ghét anh.
Cứ mỗi lần nhìn thấy anh là tôi lại nhớ tới hữu nguyện. Phải xa tôi như thế nào? Tránh ra. Anh sẽ lấy lại mọi thứ cho em. Lan Anh, em nghe kỹ đây. Anh sẽ làm tất cả vì em. Anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Buông ra. Lan Anh. Buông ra. Lan Anh, em cần gì? Tiền bạc, danh vọng, tất cả anh đều có thể lo cho em. Hãy quên cái quá khứ cực khổ đó đi. Anh sẽ giúp em làm lại từ đầu. Tôi không cần. Buông ra. Buông ra không? Lan Anh. Làm bạn gái anh đi. Chắc chắn là thằng Hữu Nguyện. Chỉ có thằng Hữu Nguyện mới có thể làm chuyện này. Từ khi nghe nó quay về, em đã cảm thấy không yên tâm rồi. Em biết sớm muộn gì cũng có chuyện. Chắc là nó đang cần tiền nên mới dám liều gửi thư tống tiền chúng ta. Em đang điên đầu đây, không biết giải quyết chuyện này như thế nào. Em không cần phải lo. Nếu như nó có bằng chứng thì nó đã không viết thư nặc danh như vậy. Vậy anh sẽ điều tra thực hư như thế nào? Nhưng mà anh à, còn chuyện em lo hơn là đêm xảy ra chuyện, không phải chỉ có chúng ta thôi sao? Tại sao thằng Nguyện đó lại biết chuyện này? Mà nếu như không phải là thằng Nguyện thì kẻ nào đã biết chuyện này? Không, chỉ có anh và em vào đêm hôm đó thôi. Chỉ có chúng ta mới biết chuyện này. Em đừng suy nghĩ lung tung nữa, được không? Em không suy nghĩ làm sao được chứ. Bức thư này chỉ đích danh em là kẻ giết người. Đám dỗ má anh Đạt sắp tới thì lá thư này lại xuất hiện. Mọi chuyện không thể nào có sự trùng hợp như vậy hết. Khuê à, em đừng có tự hù mình như vậy. Bởi vì em càng hoảng loạn thì kẻ gây ra chuyện này sẽ càng thích thú, có hiểu không? Rõ ràng hắn ta không biết gì hết, nhưng lại muốn chơi trò tâm lý với em. Thật không? Anh có chắc là đêm hôm đó chỉ có chúng ta thật không? Không có ai ở nhà đâu. Em biểu bà Dân đi lấy đồ giùm em rồi. À, chào bác sĩ. Là bác sĩ tới khám cho ông Minh. Anh Dương tới rồi hả? Chị có ở nhà tôi mừng quá. Tôi đang lo nếu chị không có ở nhà không biết phải làm sao nữa. Còn mình đã đang ở trong phòng, bác sĩ cứ vô khám. À, vậy tôi xin phép vào trong khám bệnh nghe. Dạ. Anh Bách giám đốc bệnh viện giới thiệu nên không sao đâu. Trước tiên anh phải xác nhận chính xác ai là người gửi lá thư này. Không làm sáng tỏ chuyện này em không thể yên tâm được đâu. Có tốn kém bao nhiêu thì cũng phải làm cho thằng đó ngậm miệng. Chứ nếu không thì... Anh biết rồi, anh tự biết mình phải làm gì mà. Nếu như anh hiểu rõ thì không để mọi chuyện kéo dài đến như vậy. Lần này nữa thôi đó. Nếu như anh không làm được thì buộc em phải sử dụng biện pháp khác. Em yên tâm, anh tự lo được mà.
cơ gì? Tiền bạc, danh vọng, tất cả anh đều có thể lo cho em. Hãy quên cái quá khứ cực khổ đó đi. Anh sẽ giúp em làm lại từ đầu. Tôi không cần. Buông ra, buông ra không? Lan Anh, làm bạn gái anh đi. Cô Lan Anh. Dạ. Có chuyện gì vậy cô? Cái căn phòng này của cô á, có người tới xem rồi, nên cô ở 2 ngày nữa thôi, rồi cô dọn phòng đi cho tôi. Cô, nhưng mà con đóng đủ tiền cho cô rồi mà. Trả tiền nhà đầy đủ, nhưng mà hôm nay thì công an tới kiếm, ngày mai thì chủ nợ lại đến đòi. Nhà tôi thì làm ăn lương thiện trong sạch như vậy, làm sao tôi quen được những chuyện này. Cô dọn đi cho tôi. Nhưng mà cô báo con gấp quá, làm sao con dọn nhà đi kịp ạ? Cái chuyện đó là chuyện của cô. Tôi á, tôi cho cô ở 2 ngày, coi như là tôi thương cô lắm rồi đó. Cho nên 2 ngày sau á mà khách thu xếp tới mà không có phòng ở, tôi không có khách sáo với cô đâu. Nhưng chăm sóc một đứa em gái đau bệnh chắc là khó khăn lắm đi. Rốt cuộc thì ông muốn gì? Phạm Hữu Nguyện vẫn sống tốt chứ? Tôi muốn biết thằng đó đang làm gì ở tiệm bánh. Nó gặp những ai? Nó đi những đâu? Anh có thể giúp tôi được không? Sao ông nghĩ tôi sẽ chịu làm việc đó cho ông? Chỉ cần cái gật đầu của anh, em gái của anh sẽ được chữa trị đàng hoàng. Anh cũng muốn em gái của anh mau chóng hồi phục mà, đúng không? Hey, đúng là cái thằng không biết chuyện. Rốt cuộc nó muốn cái gì mà đòi học làm bánh chứ? Chủ nó đúng rồi đó. Để con chóng mắt lên coi nó làm được cái trò trống gì. Lại có chuyện gì nữa sao? Tôi không biết nó muốn cái gì, mà cái thằng nhóc đó nó quyết tâm một hai đồ học làm bánh. Nó còn nói nữa, nhất định là 2 năm nữa nó sẽ nhận được giấy chứng nhận từ tay của thầy á. Khùng, tưởng đâu dễ lắm hả? Đang nói cái gì có biết không? Muốn cái gì là muốn cái gì? Từ cơ bản ABC cho tới kỹ thuật làm bánh mà cậu không biết, vậy mà cậu vừa nói là muốn cái gì hả? Dạ, con muốn lấy giấy chứng nhận của thầy. Con sẽ cố gắng hết sức để lấy được nó. Nè, ban ngày ban mặt, cậu sai rồi hả? Dạ không, con đang rất là tỉnh táo. Nè, tỉnh táo mà nói năng như người mất trí vậy? Cậu tưởng lấy cái giấy chứng nhận là dễ lắm hay sao? Chú, con xin hứa là con sẽ thật chăm chỉ, con không ngại khó đâu. Chú tin con đi mà chú. Lấy giấy chứng nhận không phải chỉ có chăm chỉ là được đâu. Vậy ngoài ra còn cần gì nữa chú? Chú với thầy cứ chỉ con đi, con nhất định sẽ cố gắng hết sức. Chỉ được có cái miệng à, những người như cậu á, bây giờ á, rửa chén 3 năm á, chưa chắc á, làm được hay không nữa. Thầy ơi, thầy không giúp con được sao thầy? Tại sao con lại muốn học? Không phải tự nhiên mà con muốn có cái giấy chứng nhận đó gấp rút đến như vậy. Nói thiệt cho thầy nghe đi, con cần cái giấy chứng nhận đó để làm cái gì? Dạ, tại vì con đã lỡ thách đấu với Minh Quân rồi. Sau 2 năm nữa, con và Minh Quân sẽ so tài làm bánh với nhau. Con nói gì? Con và thằng Quân so tài làm bánh với nhau? Dạ phải, con còn muốn thắng nữa.
Bởi vì con là Phạm Hữu Nguyện và con sẽ trở thành thợ làm bánh giỏi. Đi ra. Ây da, chú. Đi ra đi. Chú nghe con nói đã mà. Đi chú. Ra. Ây da, chú. Đi ra. Ây da. Chú ơi. Đi ra. Chú. Đúng là cái thứ không ra gì. Chú nghe con nói đã mà chú. Chú ơi. Chú. Muốn thắng hả? Đâu có dễ. Thằng nhóc này thiệt tình là. Ba, không phải chuyện giỡn đâu ba. Thằng nhóc này nhìn cái là biết nó cứng đầu rồi. Chắc nó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Nó là đứa ra đường từ lúc 12 tuổi. Sống bằng chính sức lực của nó. Trong đầu của nó chỉ nghĩ đến có một chuyện, là đi kiếm cho được mẹ nó cho tới giờ phút này. Vậy thì con cũng phải đủ hiểu là nó cứng đầu như thế nào rồi. Nhưng mà ba, chuyện dạy nó làm bánh là không thể nào. Con không muốn cho nó một cơ hội sao? Không phải là con không muốn, nhưng mà xét về kỹ thuật thì nó chưa bằng ai hết. Giả lại cách cư xử của nó cũng không giống ai. Đó là điểm đặc biệt của thằng nhỏ này. Con à, một đứa trẻ xa mẹ từ năm 12 tuổi thì làm sao nó phát triển bình thường như những đứa trẻ khác được. Nó đã chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Chúng ta đừng nên hà khắc với nó quá. Nhưng mà con cũng thương nó, cho nên mới cho nó ở đây phụ việc. Nhưng mà chuyện làm bánh thứ ba lại là chuyện khác. Vậy thì ba hỏi con nè, tại sao con cho nó quay lại? Dạ. Mấy hôm trước nó xin về đây, ba đâu có xen vô tiếng nào. Chính con là người quyết định cho nó quay lại. Tại sao? Nó đã nói gì với con? Bánh đó là cho con nít ăn đúng không chú? Là sao? Thì cái đơn hàng đó giao cho trường mẫu giáo đúng không? Ờ. Chắc chắn tụi con nít thấy bánh sẽ nhào vô ăn liền. Tới lúc đó mình tính sao? Con thử một lần, tin tưởng thằng nhỏ con sao? Con thử đặt lòng tin của con lên tấm lòng của nó coi. Nó làm được đó. Ba, không có lý nào ba tính cho nó với thằng Quân thi với nhau thiệt hả ba? Nếu được vậy thì thú vị lắm. Ba, chuyện này ba giao cho con. Xem đi. Không nấu ăn. Ở đây chuột dán nhiều lắm đó. Mua thuốc mà xịt. Ở đây thuê nhà 500, chỉ có vậy thôi à. Cọc tôi 2 tháng. Thấy sao? Dạ cô ơi, cô cho con đóng trước một nửa, xong rồi tuần sau con đóng thêm một nửa nha cô. Tuần sau mà không đủ tiền á, dọn ra đó nha. Dạ con cảm ơn cô ạ. Cảm ơn chú. Đây. Dạ. Dạ. Ừ.
Việc hôm nay chỉ có bao nhiêu đó thôi. Mọi người cố gắng làm việc đi. Dạ. Tại sao không lau khô mấy cái khay nước vậy hả? Dạ. Cậu có biết á, thời tiết mấy hôm nay rất là ẩm thấp, để mấy cái khay như vậy nè là hư bột hư đường hết, cậu hiểu chưa? Nhiều đó còn không xong, vậy mà cũng đòi lấy giấy chứng nhận. Dạ, con sẽ làm liền. Lau cho đàng hoàng, lau cho sạch từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, lau cho sạch bóng, rõ chưa? Dạ, con biết rồi. Lau cho hết nguyên một chồng này luôn. Dạ, con biết rồi. Nhớ lau cho thật là kỹ, lau thiệt là bóng. Làm sao mà tôi nhìn vô tôi thấy cái mặt của tôi in ở trong cái khay này nè là được. Rõ chưa? Dạ, con hiểu rồi. Con sẽ lau kỹ, lau cho sạch bóng, đến khi nào soi được cái mặt đẹp trai của con thì thôi. Làm lại từ đầu hả? Dạ. Chú
Ê, tôi vẫn không thấy. Cái gì chú? Gương mặt đẹp trai của tôi. Làm lại. Dạ, dạ, làm lại, làm lại. Cái mặt chú có so thêm 20 năm nữa cũng không thấy đẹp trai đâu. Như vậy là không có được rồi. Suốt ngày chỉ là những chuyện linh tinh như vậy thì đến bao giờ mới đủ khả năng so tài với tôi đây? Nè, thằng Nguyễn này đã hứa cái gì thì nhất định sẽ làm được. Cậu yên tâm đi, 2 năm nữa tôi sẽ đường đường chính chính đấu với cậu. Đừng có mà vội mừng. Anh cũng tự tin quá ha. Nhưng tôi nhắc anh một chuyện, nếu chỉ có cố gắng thôi vẫn chưa thắng được tôi đâu. Anh phải đặt cả cuộc sống của mình vào đó nữa, vì chính tôi cũng sẽ làm như vậy. Nguyễn ơi, Nguyễn. Dạ. Có người tìm con kìa. Khách tới tìm con hả cô? Ừ. Là ai vậy cô? Cô đâu có biết đâu, nhưng mà hả thấy lịch sự sang trọng lắm. Dạ, cảm ơn cô. Ừ. Ông tới đây có chuyện gì? Công việc chỗ này vẫn ổn chứ? Ông tò mò chuyện đó mà mò tới tận đây à? Tại sao vậy? Lần này không xài mấy thằng đầu gấu nữa à? Thử lôi tôi tới nhà kho nữa đi. Thử làm một lần nữa coi. Chính vì vậy mà mày gửi thư để hù dọa tao à? Thư hù dọa gì? Tao đang nói tới lá thư hù dọa mà mày gửi cho vợ ông Đạt. Nè, thư gì chứ? Ông nói năng điên khùng đủ chưa? Hay mày muốn kiếm tiền xài? Nếu vậy thì cứ nói thẳng đi, mày cần bao nhiêu? Tao phải chung cho mày bao nhiêu thì mày mới chịu cắt đứt nhân duyên với nhà Thành Đạt hả? Không giết được tôi, bây giờ ông chuyển qua dùng tiền. Ông tưởng tiền có thể giải quyết được tất cả mọi thứ hay sao? Vậy mày nói đi, mày cần bao nhiêu? Ông không nghe tôi nói sao? Không phải tôi đã nghe theo lời ông, cắt đứt mọi quan hệ với cái nhà đó bao lâu nay rồi sao? Cái đêm cách đây 12 năm trước, tôi đã bước ra khỏi cái nhà đó. Tôi đã thề sẽ không bao giờ quay trở lại. Mười mấy năm trời lưu lạc, ông không thấy là tôi không bao giờ quay về xin ba tôi một đồng cắt nào hay sao? Ông không thấy hay sao mà bây giờ còn nói tôi về tống tiền hả? Vậy là mày không gửi lá thư cho chị Khuê à? Nếu như tôi muốn, tôi đã trở về chỉ thẳng mặt các người trước mặt ba tôi rồi. Không mắc mớ gì tôi phải gửi thư hết. Từ giờ ông thôi đi. Nếu như ông mà còn tiếp tục làm phiền tôi nữa thì tôi sẽ không nhìn nữa đâu. Một khi thằng Hữu Nguyện này không nhìn, ông sẽ không lường trước được là tôi sẽ làm cái gì đâu. Mà tôi cũng sắp hết nhìn nổi rồi đó. Tôi sẽ nhịn mấy người. Mấy người muốn làm gì thì làm. Mấy người muốn phanh thay xẻ thịt tôi ra cũng được nữa. Tôi nhịn mấy người đó. Tôi nhịn.
Gia Bảo, sao con lại... Tôi đã nói chú đừng làm gì thằng đó nữa. Chú quên rồi hả? Dù có phải giết nó, tôi cũng sẽ tự giết. Tôi đã nói là chú đừng đụng tới nó nữa. Bảo à, dạo này con có vẻ hơi ốm. Con có ăn uống đầy đủ đúng giờ không? Chú là ai mà lo chuyện đó? Chú có phải là ba của tôi đâu. Dù gì con cũng phải cho má biết con định ở đó cho tới khi nào. Má con lo cho con lắm đó, một ngày không biết bao nhiêu lần bà ấy cứ biểu chú đi kiếm con. Chú cứ biết là tôi sẽ phải ở đây 2 năm nữa. 2 năm? Sao lâu vậy con? Bao lâu tôi cũng phải lấy được giấy chứng nhận mà ba tôi mong muốn. Chú chỉ cần biết vậy được rồi. Đừng bao giờ tới đây một lần nào nữa. Nhưng con cũng nên gọi điện cho má con. Chú đừng lúc nào cũng má con, má con. Đó là vợ của ông chủ, vợ của người anh mà chú phải tôn trọng. Dù chú có sống với gia đình tôi bao lâu, coi như người trong nhà đi nữa, thì cũng phải biết trước biết sau chứ chú Tài. Sau này chú sẽ cẩn thận hơn. Lan Anh tính đi đâu? Tới chỗ của Nguyện. Tôi phải đi gặp Nguyện. Anh tính làm cái gì vậy? Mặt mũi Lan Anh tái mét như vậy thì đi đâu được. Vào trong nằm nghỉ đi. Tôi sẽ đi tìm cái gì đó cho Lan Anh ăn. Tôi không cần. Tôi phải đi. Anh buông ra coi. Tại sao phải sống khổ như vậy? Tôi hoàn toàn có khả năng cho Lan Anh có thể có một cuộc sống thoải mái hơn. Tại sao anh phải làm như vậy? Tôi đã nói là tôi không cần gì hết. Anh tránh ra đi. Tôi phải đi gặp Nguyễn. Lan Anh. Lan Anh. Lan Anh có sao không? Lan Anh. Có ai không? Lan Anh. Lan Anh làm sao vậy? Hả? Lan Anh. Ủa, em tới lâu chưa? Sao không báo trước cho anh? Hôm qua sao anh về trễ vậy? Không gặp được anh, rồi mọi chuyện sao rồi? Anh đã gặp nó chưa? Anh đã gặp nó rồi. Nó có chịu nhận không?
Nó nói chuyện này không do nó làm. Nó nói vậy mà anh cũng tin nó hay sao? Anh cũng nghĩ không phải là nó. Tại sao lần này anh dễ tin người quá vậy? Em đang gặp chuyện mà anh có vẻ thản nhiên quá. Kìa em, bình tĩnh lại đi. Sau một hồi nói chuyện với nó, anh nghĩ là chuyện này chắc không phải nó làm đâu. Tại sao anh mất thời gian nói chuyện với nó làm gì? Bộ anh hết cách rồi hả? Nghe anh nói nè, đang trên công ty mà, nhỏ tiếng thôi. Tóm lại, nếu anh không làm được thì anh nói cho em biết đi. Khuê à, em đã giao việc cho anh rồi thì cứ để anh giải quyết theo cách của anh. Em tin anh lần này hả? Thôi được, coi như lần này em tin anh. Anh cứ tiếp tục việc điều tra đi. Nên nhớ, anh đừng làm em thất vọng đó. Đây coi coi. Cô ấy bị suy nhược cơ thể do ăn uống không đầy đủ. Có vẻ như là làm việc quá sức, hay là vừa trải qua một cú sốc nào đó quá lớn cho nên mới bị như vậy. Bác sĩ nói là bị suy nhược cơ thể à? Ừ, trước mắt là như vậy. Nếu anh muốn yên tâm hơn thì cứ để cô ấy ở đây vài hôm để tiện theo dõi. Được rồi, vậy nhờ bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe của cô ấy kỹ giùm tôi. Anh cứ yên tâm, đây là trách nhiệm của chúng tôi mà. Cảm ơn bác sĩ. Đường Đường là một sinh viên xuất sắc, năm nào cũng đứng đầu toàn trường, vậy mà phải sống thiếu thốn như vậy. Nhưng mà tại sao lúc nào cô cũng phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ chứ? Vô đi. Ừ, ngồi đi con. Con gửi ba chiến lược quảng cáo cho kỹ thuật làm bánh mới nhất nhập từ Pháp về lần này. Ba xem giùm con coi có cần điều chỉnh gì không. Tại sao không đưa cho ba ở công ty mà lại đưa ở nhà? Dạ, con cũng chỉ mới vừa làm xong thôi ạ. Con chỉ muốn gửi cho ba xem trước để ba cho con ý kiến. Thôi được rồi, chờ ba duyệt xong sẽ cho người mang qua phòng marketing cho con. Con về phòng nghỉ ngơi đi. Con có chuyện gì muốn nói với ba hả? Ừ, dạ. Ừ, con chỉ muốn hỏi ba một chuyện thôi ạ. Chuyện gì vậy con? Dạ thưa ba, từ lúc con về làm việc ở công ty mình đến giờ, ba chưa một lần nhận xét về năng lực làm việc của con. Ba, thực ra con chỉ muốn là xin ba nhận xét về năng lực làm việc của con. Nếu mà con có thiếu sót chỗ nào, con sẽ học hỏi thêm ạ. Chuyện ba nhận xét về con như thế nào quan trọng với con lắm hả? Dạ, nó rất quan trọng ạ. Nếu con là một người có năng lực thực sự thì con đừng bao giờ bận tâm chuyện người khác nghĩ về con như thế nào. Con cứ làm việc hết khả năng của mình đi. Lúc đó con sẽ nhận được câu trả lời thỏa đáng như con mong đợi. Dạ. Ba có tin tưởng con không? Ba có tin là con sẽ giúp ba, giúp cho công ty mình ngày càng phát triển hơn không? Có bao giờ con tự hỏi tại sao ba lại đặt con ở vị trí quan trọng như bây giờ hay không? Hả? Sau này đừng bao giờ hỏi ba những câu như vừa rồi nữa, bởi vì điều đó chứng tỏ con chưa thực sự tin vào khả năng của mình. Biết chưa? Dạ. Thôi, con về phòng nghỉ đi. Ba cần tập trung xem lại một số hồ sơ nữa. Dạ, con hiểu rồi. Con xin phép ba con về phòng đây. Thank you.
Chuyện gì nữa vậy con? Thưa ba, con chỉ muốn nói với ba là cho dù con là con gái, không phải là con trai đích tôn của nhà này, nhưng con chắc chắn sẽ phấn đấu cho ba thấy. Con không kém gì Bảo hay Nguyện đâu. Con chúc ba ngủ ngon. Con ăn đi. Dạ. Bánh mới ra lò ngon lắm. Ngon quá à. Từ đó tới giờ con chưa có ăn cái bánh nào ngon giống vậy hết á. Con ăn tiếp đi. Sao chú không ăn bánh? À chú ăn chứ. Bánh mới ra lò ngon vậy sao mà không ăn? Rốt cuộc là giờ này con đang ở đâu vậy hả Nguyệt? Sao đêm rồi mà anh còn ở đây hả? Sao không lên phòng ngủ đi? À, hay là canh lúc không có ai nên xuống đây ăn vụng đúng không? Có khùng rồi hả? Nè, hình như cô theo dõi tôi đúng không? Sao ở đâu cô cũng xuất hiện vậy? Có thấy đây là cái gì không? Đây là sách dạy làm bánh chứ không phải là bánh. Tôi đang học chứ bộ. Gì? Anh tự học thêm luôn á hả? Chứ sao, tôi là người ham học mà. Cô làm gì vậy? Cô làm ơn đi ra ngoài đi, để tôi tập trung học được không? Ờ. Cô làm gì vậy? Đó, làm quên mất tiêu rồi nè. Thiệt luôn á, ở đâu rồi ta? Trứng và các bí quyết đánh bông trứng, phương pháp trộn bột dành cho từng loại bánh, phương pháp bảo quản men, phương trời, nhiều phương pháp phức tạp dữ vậy ta. Cuốn này khó hiểu quá, để học sao vậy? Đây, cái này nhiều hình nè, chắc dễ học. Cách làm dâu. Cách làm nhân mứt dừa. Cách làm bánh bông lan kem.
có biết á, trên cuộc đời này có bao nhiêu loại bánh không? Tôi nghe đâu á, có mấy chục ngàn loại bánh lận á. Mấy chục ngàn lận hả? Thế giới bánh rất là phức tạp, chứ không hề đơn giản như anh nghĩ đâu. Nếu như mà anh tự học kiểu mà không đầu không đuôi như thế này á, thì tôi nghĩ chắc tới mùa quýt năm não năm nào á, anh cũng sẽ chẳng học được gì hết. Tôi cũng biết là có đủ thứ để học, nhưng mà tôi không ngờ làm cái bánh nó lại khó tới như vậy. Nhìn mấy cuốn này tôi không hiểu gì hết, đúng là gà mờ mà. Chờ, tôi mới hù anh có chút xíu thôi à, mà chưa gì anh đã nản tới vậy luôn á hả? Tôi thật sự là không biết gì về bánh hết. Tôi cũng không biết làm cách nào để đánh bại thằng Quân nữa. Hồi còn nhỏ, tôi đã gặp được ba ruột của mình. Vậy mà hồi đó, tôi khờ tới mức không biết nói gì với ba hết. Nhưng tôi nhớ ba tôi có nói với tôi một câu: con là con trai đặc biệt của ba. Vậy mà như cô thấy đó, tôi sống không ra hồn, không có gì hết, công việc cũng không tới đâu hết luôn. Tôi tự ti lắm. Trời ơi, tự nhiên anh xìu như cọng bún luôn vậy. Tôi không có nản đâu, tôi không có bỏ cuộc. Cô đừng có đánh giá thấp tôi á. Tôi đã tự hứa với mình sẽ không sống như trước đây nữa. Tôi sẽ học hành đàng hoàng để có được cái nghề làm bánh. Và để tự tin so tài với thằng Quân. Tôi mong có một ngày tôi sẽ đủ tự tin để có thể tới trước mặt ba của mình. Cứ mỗi lần nghĩ tới ba mẹ, tôi lại có quyết tâm là phải sống tốt hơn. Cô cười cái gì? Tôi chỉ mới bắt đầu thôi. Cô đừng có nghĩ là tôi sẽ không thành công nha. Một người học dốt như tôi cũng có quyền ước mơ chứ. Mà sao tự nhiên tôi lại nói mấy chuyện này cho cô nghe vậy? Để cô còn nói tôi là cọng bún thiêu con gà mờ nữa. Thôi, tôi đi lên đây. Nè 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 nè, cọng bún thiêu và con gà mờ là do tự anh nói nha. Tôi không hề nói nha. Mà sau này có lỡ bị lặp lại á, là do anh dạy tôi đó. Được có ngày mờ, được có ngày mờ, được có ngày mờ, được có ngày mờ. Thôi cô khùng quá, không thèm cãi với cô nữa. Tôi đi ngủ trước nè, đây. Có mấy từ khóa tôi cần anh nhớ: bột, muối, men và nước. Tôi cần anh ghi nhớ 4 điều này khi làm bánh. Đó là những điều cơ bản mà ông tôi đã dạy. Nếu như anh muốn đến một nơi xa nhất, anh phải bắt đầu từ nơi gần nhất. Nếu anh muốn đến một nơi cao nhất, thì anh phải bắt đầu từ nơi thấp nhất. Sao tự nhiên cô lại nói với tôi điều đó? Tôi sẽ hướng dẫn cho anh, nhưng mà mình sẽ bắt đầu từ những từ tôi đã nói: bột, muối, men và nước. Nhớ chưa? Nhớ 4 từ này nha. Bột, muối, men, nước. Làm bánh hay múa lụa? Anh múa ba lê hả? Thank you.
À, chú, chú ngủ ngon không chú? Chào mọi người buổi sáng. Nhồi bộ, không phải cứ dùng sức là được. Sao chú dạy con hoài mà con không nghe vậy? Phải làm như vậy nè. Khoan khoan, xí xí. Cái gì vậy trời? Gì ạ? Ê, hay quá, ngồi xuống đây đi. Ê, cho hỏi chút. Cái chữ này nè. Polish. Ờ, nó là gì? Polish là bột lên men dạng lỏng. Thành phần chính là nước, bột và men bánh mì. Bột này giúp cho bánh mì nở ra trong lúc làm bánh mì á. Ờ, vậy hả? Cầm giùm tôi coi. Để tôi ghi lại đã. Ê, còn từ này nữa nè. Over mixed. Ờ, nó là gì vậy? Over mixing, hoặc là over, hoặc là mix over. Nghĩa là nhào bột quá tay, hoặc là nhào bột quá kỹ. Nếu như mà nhào không đủ thì bột sẽ bị cứng. Nhào quá nhiều thì bột sẽ bị mềm. Biết chưa nhóc? Người gì mà thù dai dễ sợ. Chưa gì người ta không biết mới hỏi chứ. Vậy mà lợi dụng thời cơ để kêu lại là nhóc. Này mềm gì ạ?
Đâu có gì đâu. Mà công nhận nha, bạn My giỏi thiệt á. Wow, cái gì cũng biết hết trơn á. Xứng đáng trở thành sư phụ của tôi. Cảm ơn nhiều. Tôi là sư phụ, còn gọi tôi là nhóc, tôi sẽ đánh thẳng tay. Giết tay đấy. Dạ dạ, biết rồi sư phụ. Bữa nay sư phụ đẹp quá à. Nói vậy mà cũng tin nữa. Gì? Treo tôi hả? Đánh thành chết, đánh thành chết, đánh thành chết. Nè, để cho tôi học chứ. Nè, đâu? Lo học đi. Bó hoa này hình như được đặt ở đây sáng nay. Không biết đó là hoa của ai vậy ba? Ba cũng không biết nữa. Nhưng mà đều đặn suốt hai năm nay, mỗi khi tới ngày đám dỗ của bà nội con, khi ba ra đây thắp nhang, đều thấy trên mộ có một bó hoa giống y như thế này. Con nhớ hồi bà nội còn sống, bà nội thích hoa ly lắm. Ba nghĩ đây phải là người rất gần gũi, rất thân thiết, rất quan tâm tới bà nội con. Con tò mò quá, không biết ai mà quan tâm tới bà nội sâu đậm như vậy. Ừ, nhưng dù sao đi nữa thì gia đình mình phải trân trọng điều này. Dạ. Đến thăm nhang cho nội đi. Dạ. Nhà này đối xử với mày chưa đủ tốt hả? Sao mày trả ơn bằng cách mày gây ra cái chuyện tày đình như vậy? Tao coi mày như con rùa. Thằng Đạt với mày có khác gì như anh em ruột đâu. Mày lại làm vậy với vợ nó. Lương tâm đạo đức của mày để đâu? Khốn nạn thiệt. Tao tuyệt đối không để yên cho tụi bay đâu. Đối xử với mày chưa đủ tốt hả? Sao mày trả ơn bằng cách mày gây ra cái chuyện tày đình như vậy? Tao coi mày như con rùa. Thằng Đạt với mày có khác gì như anh em ruột đâu.
về thôi.